quá như tôi anh Thái ơi. Anh nghe. 120. Ôi, một cái kích siêu phẩm. Ôi. Nhanh cho anh em xem. Ôi, nhặt được cái kích. Hút thay hút cái gì vậy? Sát thương phần trăm các kiểu. Wow, mà đẹp có tóc. Đồ xanh. Bóc lại. Này. Đồ quá cái kích. Bái luôn. Anh em đã cho anh em xem cái kích này em ơi. Đồ được cái kích hút nha, không biết hút gì nha. Hút gì đây? AD nè. Trời hút sinh lực. Má cái kích nhỏ dữ ta, hút sinh lực trời. Hút sinh lực được mà. Má cấp 7 luôn này con này. Cấp 9 chứ. Cấp lực ngon chứ. Trời ơi cấp 9 trời, má đẹp kinh hồn luôn trời. Anh này. Má cái kích trời ơi. Má có thêm dòng tóc nữa đẹp no 1 server mẹ rồi. Má vai luôn. Trời ơi đủ má cái này hút nội lực chuyển sang đao đánh ngon luôn nè. Má. Trời ơi, kích này mà siêu phẩm mà đủ giờ siêu băng tầm này ai chơi kích sát thương này. Ủa rồi, tầm này tóc 30 nữa là thôi hết tiền luôn. Tóc 30 hết tiền luôn rồi, ít hôm chờ hóng binh nữa ngon luôn rồi. Trời ơi cái đó. Cấp 9 à? Cấp 9 luôn em ơi. Má. Ủa, ừ, má ngon vậy. Cái này ra cái đao mạnh ngon luôn rồi. Má. Ra đao làm gì ra đao người ta cười rồi. Ui. Cầm chăn luôn. Tóc 30 nữa. Má, tóc 30 nữa thôi. Vãi luôn. Má nhìn thấy hút hình. Có thằng nào đánh thiên vương thừa thương đâu. Đâu sau này không bình như thương vương gì. Thương là phần đánh bán sát anh. Cái này sau này không bình thôi. Má cái kích. Cái gì anh? Có gì à? Đương. Không bình gì đau chứ. Đau xin nhận đèn gì anh. Đi cho anh hoạt động đủ. Nó ngon hơn cái đau anh đang cầm nó nói lại em. Cái đau anh Sida sẽ bằng đau đó được em. Bởi. Sao tự nhiên nó nhảy và hút sinh lực ác nhỉ? Má hút sinh lực ác. Má cắt đây nè mày. Má. Mới đi ra lá chai nước quay vô thấy xe nhận được ngon lành. Loại lắm. Anh đang không nhặt được gì. Trời AD ơi. Nó lại tăng hình nó lại ném vào má. Cái quái rồi. Ném cho cho ngon mày cho kiểu này chất mẹ luôn. Đéo được cái gì. Thôi, trêu người luôn nè, mới lầm luôn nè. Ngoài đâu. Trời ơi, kích má chán vãi luôn. Nó cho như thế để ông Khải kích động anh em mình ăn quế tử vậy. Má mình mua cái ngôi tử thế mẹ luôn. Đồ sơn rồi này. Anh không thấy mẹ vừa bảo ngồi ăn quế thử bói đồ à? Ừ, tối nào anh trả bói em. Tối nào mà trả bói. Bịp đây. Ngày nào mà không biết bao nhiêu kim được. Đi làm nhà tổ nè mày. Má là mực hụt nhìn thấy hút thấy ngon ngon rồi. Má mấy ngày quế tử bao nhiêu ngày trả được cái biết gì? Biết nhiều ngày. Em thế ngày nào trả ăn. Ngày mình chán rồi. Ăn quế quà tấu chứ chán luôn à. Đây anh đầu muốn hơn mười mấy kim rồi đây, chịu nói chuyện anh em ăn thua gì. Em có mười mấy kim mà đó, có được cái đôi giày không? À, toàn ba cái đồ 200-300 xu mà, khả năng không có bán. Anh đi quy ơi. Đồ nó bán làm gì? Ba nhỏ thì đi quy ơi. Ừ, hút nội lực chuyển đao ngon nè. Em phá rớt rồi, em nhận được cái áo của hồi 40 rồi, phá rớt rồi. Rồi, đúng rồi. Đi giả tẩu thôi. Lại cùi bắp. Nhỏ quá. Cùi đét luôn chứ gì nữa, nhưng mà...